Chào các bạn, tôi là tiến sĩ Nguyễn Bá Thắng. Hôm nay chúng ta sẽ trao đổi về cái phương pháp tiếp cận trong chẩn đoán định khu trong thần kinh, hay còn gọi là định vị tổn thương. Thì đây là mục tiêu của bài giảng, các bạn sẽ làm được chuyện là mô tả được các vị trí tổn thương gây ra cái thần kinh theo từng cái hệ thống chức năng của thần kinh. Thứ hai là các bạn sẽ liệt kê được các bước để chẩn đoán định khu và thực hiện được các bước chẩn đoán định khu đó cụ thể cho từng cái vị trí tổn thương ở nó tổn thương là trung ương, và cũng thực hiện tương tự đối với các tổn thương là ngoại biên. Thì nội dung bài giảng chúng ta sẽ lần lượt đi vào các phần. Trước tiên là tôi sẽ nhắc lại về giải phẫu rất là ngắn gọn thôi. Thì chúng ta có cái hệ vận động chủ động. Đây là cái đường đi của hệ vận động, chúng ta cũng đã biết. Chúng ta có đường màu hồng, đây là vỏ vỏ gan. Hầu hết nó sẽ bắt chéo và đối bên là vỏ thấp bên. Còn một phần nhỏ nó sẽ đi thẳng, là vào thấp thẳng, thì hầu hết nó sẽ đều đến tận cùng tại sừng trước tủy sống đối bên, và tế bào số 2 từ sừng trước tủy sống sẽ đi ra ngoại biên để đến cái bắp cơ là cơ quan đáp ứng. Khi mà có tổn thương ở cái tế bào số 1, nằm trên cái tế bào số 1 này thì chúng ta sẽ có liệt kiểu trung ương, còn khi mà tổn thương nằm ở tế bào số 2 từ thân trở ra thì nó sẽ liệt kiểu ngoại biên. Cái đường màu đỏ này là bó vỏ nhân. Thì bó vỏ nhân các bạn thấy nó có một đặc điểm là gì? Nó chi phối cho các nhân dây sọ và nó chi phối hai bên. Từ một cái bó vỏ nhân bên này nó sẽ chi phối cho đối bên và cho cả cùng bên luôn, cho cùng bên và cho đối bên. Tương tự bó vỏ nhân bên kia nó cũng làm tương tự như vậy. Do đó nên mỗi cái nhân dây sọ này nó sẽ tiếp nhận được tín hiệu trung ương từ trên bán cầu xuống từ hai bán cầu. Do đó nên các cái tổn thương trung ương, tổn thương trên nhân thường sẽ gồm về là liệt dây sọ từ trừ dây số 7 thôi. Trong khi liệt ngoại biên thì tổn thương trên cao này nó sẽ gây ra liệt đối bên. Khi xuống tủy sống thì các cái dây thần kinh, các cái rễ tủy nó sẽ đi ra ngoài, nó tạo thành các rễ thần kinh, và sau đó nó sẽ kết hợp lại tách và nhập để tạo thành các cái đám rối thần kinh và ra các dây thần kinh để tới các bắp cơ. Thì đây là một số cái mốc quan trọng. Ví dụ như là C4 là cơ hoành, rồi cái vùng đáy chậu, bàng quang là S3, S5, v.v. Tiếp theo là hệ cảm giác. Thì chúng ta thấy một cái khoanh tủy với các đường nhận cảm vào từ các cái cụ thể bên ngoài. Thì tất cả các tế bào số 1 nhận cảm từ cụ thể bên ngoài và có thân tế bào đều nằm ở ngay rễ sau hết. Sau đó thì các cái sợi trục nó sẽ đi vào qua rễ sau để vào, hoặc là vào sừng sau tận cùng ở đó, hoặc là đi thẳng lên cột sau cùng bên. Đó là bó cột sau hay bó cảm giác sâu. Còn những cái sợi cảm giác đau nhiệt và cảm giác sợ thô sơ thì nó sẽ tận cùng ở sừng sau của tủy sống, và nó tiếp hợp tế bào số 2. Tế bào số 2 sẽ bắt chéo qua đối bên để đi theo cái bó gai đổi thị bên. Thì chúng ta sẽ xem các cái bó đó như thế nào. Đây, bó gai đổi thị bên. Đây, nó sẽ đi lên thẳng lên trên, lên đến đổi thị, và từ đổi thị nó sẽ tiếp hợp với tế bào số 3 để lên vỏ não. Trong khi bó cảm giác sâu thì nó sẽ vào sừng rễ sau. Nó vào qua rễ sau rồi vào sừng sau. Tuy nhiên nó vào sừng sau và nó sẽ đi lên thẳng trên cùng bên của tủy sống để đến nhân thon và nhân chêm, và từ nhân thon và nhân chêm nó bắt tế bào số 2 sẽ bắt chéo đi qua bên đối diện để lên đổi thị đối bên và lên vỏ não. Như vậy chúng ta có đường cảm giác sẽ đi qua ba cái tế bào khác nhau để mà đi từ cái cơ quan nhạy cảm ở bên ngoài vào cho tới vỏ não, thì nó qua ba tế bào như vậy. Và chúng ta lưu ý một đặc điểm là cái bó cảm giác sâu thì nó sẽ đi ở cùng bên trong tủy sống, còn bó cảm giác đau nhiệt thì nó sẽ đi ở đối bên với cái bên nhạy cảm đó ở trong tủy sống. Khi lên bên trên thân não và đại não thì nó đều đi đã bắt kéo qua đối bên hết rồi. Thì chúng ta cũng có xem cái phân bố về cảm giác, thì các cái rễ thần kinh từ các khoanh tủy tương ứng nó sẽ đi ra ngoài, và sau đó nó cũng sẽ tạo thành đám rối và cái dây thần kinh và đến chi phối cho cái vùng da. Và mỗi cái khoanh tủy này nó sẽ chi phối cho một cái vùng da nhất định, ở đó mình gọi là cái đó là dermatome. Còn ở đây là khu vực đám rối, đây các rễ thần kinh đi ra và tạo thành cái đám rối. Còn với các dây thần kinh thì mỗi dây thần kinh nó sẽ chi phối cho một vùng cơ thể nhất định. Đây là vùng chi phối của dây thần kinh. Còn vùng chi phối của khoanh da là như thế nào? Khoanh da nó tương ứng với một khoanh tủy, thì chúng ta sẽ xem cái hình này. Người ta đã vẽ được sơ đồ của từng cái khoanh tủy nó chi phối cho cái vùng da nào. Ở đây nó gọi là các khoanh da. Và khi mà có tổn thương nằm ở tủy thì nó sẽ cắt đứt cái đường dẫn truyền từ
cái vùng da này và tinh tụy đã đi lên trên não, thành ra nó sẽ cắt đi, làm tổn thương hết các cái vỏ dài, do đó nên các cái vùng da ở phía dưới cái nơi tổn thương nó sẽ không đi lên được vào tủy sống và đi qua được cái khu vực đó để lên não được, do đó sẽ mất cảm giác theo khoanh ở phía dưới. Các bạn thấy cái hình sơ đồ này khá là phức tạp ha, nhưng mà chúng ta nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy rằng cái sơ đồ thực ra nó cũng khá là đơn giản, nó cứ theo chiều từ trên xuống dưới thôi. Thì ban đầu nó sẽ là những cái đường cắt song song dòng ngang ở quanh cái cơ thể mình, lúc đó nó chưa có cái chi, thì tới khi cái chồi chi nó mọc ra thì nó sẽ kéo theo các cái thanh tủy đi cùng với nó. Và nhìn đây thì chúng ta sẽ hình dung một số cái mốc quan trọng, đó là mốc thứ nhất là cái núm vú, ngang hay núm vú thì đó là quanh T4 và ngang rốn là quanh T10. Và trong cái thân người chúng ta sẽ chia tương đối ra một chút thì chúng ta sẽ có được cái phần khác. Rồi ở tay, ở chân chúng ta sẽ thấy là gì, cái phần các hoành tủy cao này sẽ nằm ở trên vai và xuống dần theo cái bờ quay, xong rồi xuống tới vào trụ và tới vùng nách và thấp hơn. Thì còn ở dưới chân thì là phía trước cái đùi thì là sẽ những là các phanh cao và đi xuống thấp dần là các phanh thấp hơn, và ra phía sau là các phanh thấp nữa là phanh S, phanh thạch tủy cùng, và cuối cùng thấp nhất là ngay cái vùng hội âm xương cột và vùng hội âm là những vùng thấp nhất. Rồi vậy thì chúng ta chẩn đoán bệnh khu là như thế nào, tại sao sao chúng ta phải chẩn đoán bệnh khu? Do cái hệ thần kinh ta tổ chức rất là lớp lam theo hệ thống có thứ có bậc đi chạy khắp cơ thể. Do đó nên khi mà có một tổn thương ở một vị trí nào đó trên hệ thần kinh của chúng ta, có thể trung ương, có thể ngoại biên, thì mỗi cái vị trí đó sẽ gây ra một cái biểu hiện lâm sàng cụ thể, và đó là cơ chế. Còn khi chúng ta khám bệnh thì khi từ cái biểu hiện lâm sàng đó chúng ta chưa biết tổn thương ở đâu thì chúng ta khám cái lâm sàng, ta thấy là tổn thương, cái biểu hiện thần kinh ra ngoài, triệu chứng ra ngoài là cái gì, từ những triệu chứng đó chúng ta sẽ biện luận để suy ngược lên để xác định được cái vị trí tổn thương nằm ở đâu. Đây là quá trình chúng ta gọi là định vị tổn thương. Vậy thì chúng ta định vị tổn thương sẽ giúp ích gì? Thì khi mà xác định được cái vị trí tổn thương thì cái ích lợi của nó rất là lớn. Chuyện thứ nhất là nó sẽ giúp mình hướng xác định cái căn nguyên, bởi vì tổn thương nó nằm ở chỗ nào thì nó sẽ có một số căn nguyên đó. Ví dụ ở trên não chúng ta sẽ có một số căn nguyên, ở tủy sống là một căn nguyên khác nhau, thần kinh ngoại biên nó sẽ có căn nguyên khác. Vậy nó sẽ giúp chúng ta hướng dẫn để xác định cái căn nguyên đó. Đồng thời là gì? Nó sẽ giúp chúng ta định hướng để chúng ta sử dụng cái cận lâm sàng, chỉ định cái cận lâm sàng phù hợp để chứng minh, để xác định cái nguyên nhân tổn thương đó. Ví dụ như ở não chúng ta sẽ dùng kỹ thuật khác, ví dụ như chẩn đoán hình ảnh MRI chẳng hạn, hay là chọc điện não tủy vân vân. Trong khi thần kinh ngoại biên chúng ta lại không, thường sẽ không có chụp MRI ban đầu, chúng ta sẽ làm điện cơ. Thì đó là cái ý nghĩa, chúng ta sẽ hướng dẫn chẩn đoán cho nó phù hợp. Đồng thời ngay cả đối với tủy sống chẳng hạn thì chúng ta sẽ chụp MRI, nhưng mà MRI đó chúng ta sẽ chụp ở cổ hay là ở ngực hay ở thắt lưng, thì cái định vị định khu tổn thương sẽ giúp chúng ta định rõ cái chỗ nào chúng ta có thể chụp được. Một cái vai trò cũng khá là quan trọng, đó là một khi chúng ta thấy một cái tổn thương nào đó trên hình ảnh CT, MRI, thì chúng ta sẽ phải đánh giá xem thực sự cái tổn thương mình thấy trên đó có ý nghĩa lâm sàng hay không, nó có thực sự chịu trách nhiệm cho cái bệnh cảnh mà mình đang khám hay không, của người bệnh đó hay không. Một trong những cái tình huống cũng khá là thường gặp, đó là khi một bệnh nhân, ví dụ đó là khi một bệnh nhân mà vào với triệu chứng là rối loạn ý thức và hôn mê chẳng hạn, thì có một số tình huống, một số bác sĩ thì cho chụp CT hoặc MRI và thấy một cái tổn thương nhồi máu không lớn lắm của vùng nhân bèo, mà nhồi máu đó có thể là cũ rồi. Tuy nhiên thì bác sĩ đó có thể là kết luận ngay là cái này bệnh nhân này rối loạn ý thức, bệnh nhân này hôn mê, có tổn thương nhân bèo nhồi máu đó, như vậy kết luận là hôn mê này do nhồi máu não, và cứ chăm chăm như vậy thôi. Tuy nhiên chúng ta phải biết là muốn tổn thương gây được hôn mê thì tổn thương không phải là nhân bèo, tổn thương phải lớn và phải nằm ở thân não vân vân, thì nó phải có một số điều kiện, nó phải có ý nghĩa, cái tổn thương đó nó phải thực sự nó gây ra cái biểu hiện lâm sàng của mình mới được. Một tổn thương nhân bèo nhỏ nhỏ không thể nào gây ra rối loạn ý thức được. Thì như vậy chúng ta phải đánh giá xem cái tổn thương mà chúng ta thấy có thể là tình cờ hoặc là chụp là trong mục đích nào khác đó, thì nó có thực sự là giải thích cho cái tình trạng của người bệnh hay không.
chúng ta chẩn đoán định khu cụ thể như thế nào, thì các vị trí tổn thương mà chúng ta có thể cần phải định khu, đó là chúng ta sẽ định khu ở trên trung ương. Trung ương thì gồm có là vỏ não nè, nếu tổn thương ở vỏ não thì chúng ta sẽ có biểu hiện như thế nào, và chúng ta sẽ khám lâm sàng, chúng ta suy ra đây là tổn thương vỏ não hoặc là đây là tổn thương của khu vực bao trong thì đặc điểm nó sẽ như thế nào, hoặc là tổn thương ở vùng thân não thì nó sẽ có những đặc điểm gì, ở tủy sống thì ra sao và ở thần kinh ngoại biên thì cái biểu hiện nó như thế nào. Thì chúng ta sẽ học là biểu hiện của những khu vực đó như thế nào, và khi chúng ta làm trên bệnh nhân thì chúng ta sẽ làm ngược lại, có nghĩa là chúng ta thấy những biểu hiện của bệnh nhân, chúng ta sẽ suy ra là tổn thương có thể là nằm ở những vùng nào, trên những vùng như thế này, và chúng ta chẩn đoán khu cụ thể là thế nào. Thì chuyện đầu tiên thường chúng ta sẽ phải xác định xem cái loại chẩn đoán định khu, loại tổn thương định khu của bệnh nhân là loại gì. Thì chúng ta có các loại nào, loại mà chúng ta dễ và thường gặp nhất đó là loại tổn thương đơn lẻ một vị trí, tức là một vị trí tổn thương gây ra cái bệnh cảnh của bệnh nhân. Ví dụ như một ổ nhồi máu, một khối u não hay một cái vùng chấn thương vân vân, hay một chỗ viêm, thì đó là một vị trí gây ra tổn thương. Rồi cũng có thể là tổn thương nhiều ổ, ví dụ như cũng là nhồi máu nhưng lớp mạch nó một cục máu đông nó rải ra khắp nơi, nó gây tổn thương nhiều chỗ, như đó cũng là nhiều vị trí, hoặc là một cái khối u nó gây di căn lên não, di căn nhiều ổ trên não thì đó là nhiều ổ, hoặc là bệnh nhiều dây thần kinh cũng là một loại tổn thương nhiều ổ. Có trường hợp khác đó là tổn thương lan tỏa, đó là một số bệnh lý do ngộ độc, do độc chất, hoặc là bệnh não chuyển hóa, hoặc là một số bệnh thoái hóa, hay là bệnh thần kinh do đái tháo đường, nó cũng khá là lan tỏa. Một số trường hợp khác thì nó xảy ra tổn thương là theo một hệ thống đặc thù, ví dụ như bệnh xơ cứng cột bên teo cơ nó chỉ xảy ra trên hệ thống neuron vận động thôi, hay là thiếu B12 gây ra tổn thương trên neuron cảm giác và một ít là neuron vận động nữa, hay là ngộ độc atropine vân vân, hoặc là nó là cái tổn thương phối hợp. Thì chúng ta xác định cái loại tổn thương định khu như vậy thì chúng ta giúp chúng ta định hướng cho tốt khi chúng ta biện luận ha. Sau đó thì chúng ta sẽ phải xác định cụ thể xem là như vậy tổn thương nó có thể nằm ở đâu, một vị trí thì nằm chỗ nào và nhiều vị trí thì nằm ở đâu. Chúng ta có hai phương pháp định khu, thứ nhất là định khu bằng phương pháp tổng hợp và thứ hai là định khu bằng nó là từng bước. Thì chúng ta sẽ đi phương pháp tổng hợp trước. Thì với phương pháp tổng hợp chúng ta sẽ phải lần lượt trả lời 3 câu hỏi. Chuyện thứ nhất là chúng ta phải xác định xem bệnh nhân có bất thường, triệu chứng bất thường nằm ở hệ thống chức năng thần kinh nào. Thì đây là một số hệ thống chức năng thần kinh mà chúng ta thường gặp. Thứ nhất là liên quan đến ý thức, bệnh nhân có rối loạn ý thức, có thức tỉnh, có hôn mê hay không. Bệnh nhân có rối loạn về lời nói hay không, rối loạn mất ngôn ngữ hay không. Bệnh nhân có rối loạn về thị trường, ví dụ như ám điểm, mù, bán manh, góc manh vân vân, hay là có bất thường về thần kinh sọ hay không, có bất thường về vận động hay không, có bất thường về hệ thống cảm giác hay không, rồi chúng ta có những bất thường về cơ vòng hay không, và một số các cái hệ thống chức năng khác như là sản, co giật, giảm trí nhớ, suy giảm nhận thức, rối loạn cảm xúc, hành vi vân vân. Đó là câu hỏi thứ nhất, là chúng ta phải xác định xem đối với bệnh nhân mình đang khám, tổn thương biểu hiện của bệnh nhân là thuộc những hệ thống nào như thế này. Và sau đó thì chúng ta sẽ dựa trên những hệ thống đó thì bệnh nhân có, mình xác định xem tổn thương ở đâu trên hệ thống đó có thể gây ra biểu hiện của bệnh nhân của từng hệ thống một. Và cuối cùng chúng ta sẽ giao nó lại, tức là lấy ví dụ bệnh nhân này có ba hệ thống, mỗi hệ thống có khoảng 3-4-5 vị trí tổn thương nữa, thì chúng ta sẽ xem vị trí nào là vị trí tổn thương chung có thể gây ra hết những cái biểu hiện đó, thì chúng ta sẽ định vị cái tổn thương của bệnh nhân là nằm ở đó. Để làm được như vậy thì chuyện đầu tiên chúng ta sẽ phải, ngoài cái chuyện chúng ta xác định được cái bệnh nhân có tổn thương những hệ thống nào, thì chúng ta phải định khu được với tổn thương cái hệ thống đó thì tổn thương có thể nằm ở đâu. Ví dụ như bệnh nhân có rối loạn ý thức, thì muốn rối loạn ý thức được thì bệnh nhân phải có rối loạn tổn thương hoặc là rối loạn chức năng của cái gì, của hệ thống lưới kích hoạt hướng lên, hoặc là của vỏ não bán cầu và vỏ não hai bán cầu cùng một lúc luôn. Và thường thường tổn thương kiểu hai bán cầu cùng một lúc này là thường là rối loạn chức năng. Đây là cái hình ảnh của hệ lưới. Thì hệ lưới nó bao gồm các cái hệ lưới nó nằm ở vùng cầu não cao cho tới vùng lên tới trung não đồi thị. Thì cái hệ lưới này sẽ nhận tín hiệu hướng tâm từ các cái hệ thống cảm giác và thị giác, thính giác vân vân đưa vào, và từ đó nó sẽ có nhiệm vụ là kích hoạt lên toàn bộ vỏ não hai bán cầu và giữ cho hai bán cầu ở trạng thái thức tỉnh
Và như vậy thì khi bị tổn thương hoặc là ở hệ lưới, tức là ở trung não, ở cầu não, ở đồi thị này ha, hoặc là tổn thương ở cả hai bán cầu, thì bệnh nhân mới có thể rối loạn ý thức được. Chứ một cái tổn thương nhỏ nhỏ ở một bán cầu không gây rối loạn ý thức, hoặc là một tổn thương ở cái phần thấp của cầu não hoặc là phần dưới hành não thì không đụng chạm gì tới cái phần hệ lưới cực phản ứng lên này, thì bệnh nhân sẽ không có rối loạn ý thức ha. Rồi thì các nguyên nhân có thể có, các vị trí tổn thương có thể có gây ra tổn thương cấu trúc, có thể là tổn thương trực tiếp ở dưới lèo, tức là tổn thương của cầu não cao, của trung não hoặc là của đồi thị, hoặc là nó cũng có thể tổn thương là một cái tổn thương trên lèo nhưng mà nó đè xuống, tức là tổn thương gián tiếp. Ban đầu nó là tổn thương nguyên phát là trên đại não, nhưng mà sau đó khi nó tụt não, nó đè xuống vào trong trung não, trong chất lưới, trong thân não, thì lúc đó bệnh nhân sẽ gây hôn mê. Như vậy nó có hai khả năng, hoặc là tổn thương trên lèo hoặc tổn thương dưới lèo. Ví dụ như u não xuất huyết nhồi máu ở vùng dưới lèo hoặc là trên lèo, lèo nó đè xuống ha. Còn trong trường hợp mà tổn thương vỏ não hai bán cầu thì thường là rối loạn chức năng, chứ không phải tổn thương thực thể mà phải trực tiếp. Thì nó có thể là tổn thương cấu trúc, tức là viêm hoặc là tăng ống nội sọ. Trong đó hai cái phổ biến nhất là viêm màng não và xuất huyết dưới nhện. Còn hoặc là đây là tổn thương do chuyển hóa, do độc chất, ví dụ như hạ đường huyết, đại trí máu, bệnh não gan. Do đó nên khi mà chúng ta đánh giá bệnh nhân rối loạn ý thức thì được xem bệnh nhân thuộc nhóm nào, tổn thương thần kinh, khu trú hay là bệnh não, bệnh lý lan tỏa, bỏ não hai bán cầu. Trong đó thì bệnh lý lan tỏa thì sẽ phải xem là bệnh nhân này có viêm, có tăng ống nội sọ hay là do chuyển hóa độc chất. Thì như vậy đối với các tổn thương khu trú của thần kinh thì bệnh nhân đó muốn rối loạn ý thức phải có tổn thương chất lưới, thần não ở dưới lèo hoặc là tổn thương trên lèo rất là lớn để đè xuống dưới lèo. Thứ hai là cái nhóm chức năng rối loạn về lời nói. Chúng ta có aphonia là mất tạo ra âm thanh, thì thường là liên quan đến thanh quản, dây thanh âm vân vân, nó không phải là một cái tổn thương thần kinh đơn thuần. Cái mà chúng ta hay gặp trong thần kinh đó là dysarthria, tức là rối loạn về phát âm, về cấp âm ha. Thì nó có thể tổn thương của các cơ ở vùng của bộ máy phát âm như môi, lưỡi, cổ cái, nhưng cũng có thể là tổn thương các cái dây dẫn, các cái dây thần kinh để chi phối cho nó, thì cũng gây ra chính là cái phần vỏ não vận động cho vùng cái lưỡi, vùng hầu họng, thì cũng gây ra cái dysarthria này. Do đó dysarthria thì nó không được có giá trị định khu cho lắm, nhưng mất ngôn ngữ thì nó lại giúp chúng ta định khu rất là tốt. Bởi vì mất ngôn ngữ, chúng ta có hai cái vùng ngôn ngữ và các đường nối của nó, đó là vùng Broca và vùng Wernicke ha, và cái vỏ cung nối với nó, thì nó cũng liên quan khá là chặt chẽ với cái vùng vận động hầu họng. Vì vùng vận động hầu họng nó nằm ngay đây, ngay kế bên cái vùng Broca này. Rồi thì chúng ta có thể có mất ngôn ngữ Wernicke, tức là mất thông hiểu, mà nói lưu loát nhưng mà không có nội dung, không có liên quan, hoặc là không có vô nghĩa. Hoặc là mất ngôn ngữ Broca, tức là bệnh nhân thông hiểu tốt nhưng mà nói không lưu loát, hoặc là chỉ là không nói được. Hoặc là mất ngôn ngữ toàn bộ, bệnh nhân không nói được và cũng chẳng hiểu được luôn. Ngoài ra thì có những cái dạng khác như là mất ngôn ngữ dẫn truyền, mất ngôn ngữ sinh vỏ, vận động, sinh vỏ cảm giác, vân vân, và có mất ngôn ngữ dưới vỏ nữa. Đây là những cái vị trí có thể gây ra mất ngôn ngữ, đó là mình lại nói. Broca nằm ở phía chán này, ở vùng Wernicke nằm ở thái dương trên. Mà nếu mà mất ngôn ngữ toàn bộ, tức là tổn thương cả hai vùng, tức là tổn thương cả là rộng. Về thị trường thì sao? Thị trường thì bệnh nhân có thể bị có ám điểm. Ám điểm thì thường xảy ra tại mắt ha. Nguyên nhân là tại mắt, hoặc là bệnh nhân có mù cũng có thể tại mắt, hoặc là tại dây thần kinh thị ở khu vực này. Còn bán manh thì chúng ta có bán manh thái dương ở vùng giao thoa và bán manh đồng giang, khi mà tổn thương ở sau giao thoa, tức là trên giải thị hoặc là tia thị hoặc là vỏ não thị giác. Thì như vậy thì chúng ta sẽ đánh giá bệnh nhân bị tổn thương ở đâu, rồi như thế nào, để chúng ta biết là bệnh nhân có tổn thương có thể là ở giải thị, ở quang tuyến thị giác, tức là tia thị, hay là vỏ não thị giác như thế này. Ở đây là những cái vị trí có thể gây tổn thương về thị trường. Các dây thần kinh sọ thì sao? Khi mà có tổn thương thần kinh sọ thì chúng ta cũng biết rằng các thần kinh sọ được chi phối từ hai bán cầu. Do đó khi mà có liệt thần kinh sọ thì tổn thương nó phải là ngay tại nhân hoặc là tại dây. Thì nếu mà tổn thương tại dây thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến thần não hết.
Nếu tổn thương tại nhân thì nó sẽ là tổn thương ở trong thân não. Còn tổn thương trên nhân, tức là vỏ não, đại não, bao trong này kia, thì chúng ta sẽ còn chi phối từ bên kia. Do đó các dây sọ sẽ không có tổn thương, không có bị liệt. Và nếu bệnh nhân đó chúng ta kết hợp với cái liệt nửa người hay liệt hai chi dưới thì chúng ta sẽ phải có là tổn thương trong thân não. Như vậy là nếu mà có bất thường thần kinh sọ thì chúng ta sẽ có là hoặc là tổn thương thân não hoặc là tổn thương của dây thần kinh ở bên ngoài. Thì đây là hai cái vị trí lớn có thể gây ra một cái liệt dây sọ. Đây là các vị trí của các dây sọ dây ra ngoài. Chỉ ngoại lệ đó là liệt 7 trung ương, thì do tổn thương bó vỏ nhân. Bởi vì dây 7 nó được chi phối, nó hơi khác biệt một chút xíu, thì phần sau chúng ta sẽ nói đến nó. Hoặc là liệt dạ hành. Liệt dạ hành tức là tổn thương cả trên nhân, trên cái bó vỏ gai này, bó vỏ nhân này, nhưng mà tổn thương cả hai bán cầu luôn. Thì lúc đó các dây sọ của dưới này nó cũng không còn nhận được chi phối nào từ trung ương nữa, thì nó cũng liệt. Thì lúc đó các dây sọ này sẽ liệt hai bên và liệt cả trung ương, gọi là dạ hành, bởi vì nó giống như tổn thương ở hành não nhưng không phải là. Đây là vị trí mà tổn thương liệt dạ hành, đây tổn thương hai bên và bệnh nhân mất chi phối cho cả tất cả các dây sọ này và bệnh nhân sẽ bị liệt hai bên. Chức năng tiếp theo là bất thường về vận động cảm giác, thì đây là cái chức năng khá là phổ biến bị tổn thương. Và thường thường thì chúng ta sẽ dựa trên chức năng này rất là nhiều để chúng ta định vị thương ha. Thì chúng ta có các đường vận động, đường cảm giác chúng ta đã biết. Thì đây là cái hình tổng kết cho chúng ta thấy như vậy. Thì có các cái vị trí tổn thương, như là nếu mà tổn thương ở đại não, trong đó chúng ta có thể tổn thương ở vỏ não. Vỏ não thì nó rất là cái tổn thương nó khu trú, trong khi vỏ não rất là rộng, do đó nên cái triệu chứng biểu hiện nó sẽ là không có đồng đều. Trong khi tổn thương ở vào trong thì nó cái liệt nó sẽ rất là đồng đều, tay chân nó như nhau. Tổn thương nhân nền thì đó là tổn thương về ngoại tháp, triệu chứng nó sẽ là triệu chứng ngoại tháp. Tổn thương ở đồi thị là triệu chứng chủ yếu là cảm giác, trừ khi nào nó lớn và nó chèn ra cái bao trong cái kế bên thì mới có triệu chứng vận động. Tổn thương ở thân não sẽ gây ra triệu chứng vận động và cảm giác theo tùy theo cái vị trí. Tổn thương của tiểu não thì chúng ta sẽ không có rối loạn về cảm giác, nhưng mà cũng không có liệt mà chỉ có là thấp điệu. Rồi và tổn thương tủy sống thì chúng ta sẽ có những đặc điểm của tổn thương tủy sống, trong đó thường là liệt hai bên với cái rối loạn cảm giác theo khoanh tủy. Thì đây là các cái vị trí tổn thương và các đặc điểm của nó mà các bạn có thể tham khảo để chúng ta xem những cái vị trí, các vị trí này thì đặc điểm của nó như thế nào ha. Chúng ta sẽ xem xét lại các cái vị trí này. Với cái tổn thương ngoại biên thì sao? Tổn thương ngoại biên thì sẽ có các cái vị trí khác nhau. Thứ nhất là tổn thương của cái nhân tế bào sừng trước. Tế bào sừng trước ở đây, đây là tế bào sừng trước ha. Tổn thương tại nhân tế bào sừng trước thì chúng ta sẽ có vận động cho vùng đó, chức năng vận động đơn thuần, do đó sẽ không có rối loạn cảm giác. Bệnh nhân sẽ có yếu và teo cơ từng đoạn ở khu trú và thường là không đối xứng, kèm theo là rung nhịp vỏ cơ. Nếu mà tổn thương ở vị trí số 2 là vị trí của rễ dây thần kinh tủy thì bệnh nhân sẽ có yếu cơ theo phân bố của rễ, đôi khi có rung nhịp vỏ cơ và thường là mất cảm giác theo rễ và đau. Tổn thương ở dây thần kinh thì có thể là tổn thương của một dây thần kinh thì bệnh nhân sẽ yếu và teo cơ theo đúng cái dây đó. Và nếu tổn thương nhiều dây thì bệnh nhân sẽ yếu theo kiểu của nhiều dây. Rồi nếu tổn thương của tiếp hợp thần kinh cơ, tức là vị trí số 5 này, thì bệnh nhân sẽ có yếu cơ dao động và không có rối loạn cảm giác. Vị trí số 6 là tổn thương của trực tiếp của vỏ cơ thì nó sẽ gây ra cho bệnh nhân yếu cơ và thường là chủ yếu ở gốc chi nhiều hơn ngọn chi và hiếm khi có rung nhịp vỏ cơ. Và những bệnh nhân này cũng không có rối loạn cảm giác. Vị trí số 7 là vị trí của neuron cảm giác, cái hạch gai để sau. Nếu tổn thương thân neuron này thì sẽ chỉ ảnh hưởng đến cảm giác thôi và không có ảnh hưởng vận động. Một số cái bất thường khác của các hệ thống khác thì chúng ta có thể tóm tắt ở đây. Đó là rối loạn cơ vòng đường tiểu hoặc là đường tiêu hóa thì chúng ta sẽ có tổn thương hoặc là tổn thương trung ương, thường thường là của tủy sống. Và một trường hợp ngoại biên cũng có, đó là hội chứng trùng ương ngực. Còn tất cả các trường hợp ngoại biên khác, tổn thương ngoại biên khác sẽ không có rối loạn cơ vòng. Nếu mà có dịch động kinh thì tổn thương thường là vỏ não hoặc là tổn thương trực tiếp tại vỏ não hoặc là tổn thương nào đó nó ảnh hưởng tới vỏ não. Các cái tình trạng mà sản giảm trí nhớ, suy giảm nhận thức thì nó là cái tổn thương của vỏ não. Các cái rối loạn chức năng cao cấp khác như trực tiêu, thở ơ nửa người, mất nhận thức không gian, mất nhận thức bệnh tật, mất sử dụng kỹ năng thì là tổn thương ở vỏ não và thường là bán cầu không ưu thế. Đó là cơ sở để chúng ta chẩn đoán định khu tổng hợp. Như vậy chúng ta nhắc lại là định khu tổng hợp là chúng ta sẽ tìm xem bệnh nhân có bao nhiêu hệ thống bị tổn thương và mỗi hệ thống đó thì có những vị trí nào đã liệt kê ra, và chúng ta sẽ so sánh
các cái vị trí đó, xem là vị trí nào là vị trí chung có thể gây ra tất cả những cái triệu chứng của bệnh nhân, thì đó chính là vị trí chịu trách nhiệm gây ra tổn thương. Cái cách thứ hai chúng ta làm chậm hơn nhưng mà là đi từng bước, đó là chẩn đoán định khu theo từng bước. Thì chúng ta sẽ chẩn đoán như thế nào? Thường thường chúng ta sẽ cũng sẽ vậy thôi, chúng ta sẽ xem bệnh nhân có bao nhiêu cái hệ thống chức năng bị tổn thương, và chúng ta chọn một hệ thống chức năng làm trục bệnh luận, và thường thường chúng ta sẽ chọn trục vận động, bởi vì trục vận động là cái mà thường triệu chứng vận động thường là cái bệnh nhân gặp nhiều nhất, phổ biến nhất và cũng khá là dễ dàng cho chúng ta trong cái định vị tổn thương. Sau đó thì chúng ta sẽ xác định xem tổn thương này là trung ương hay là ngoại biên, và tùy theo là trung ương hay ngoại biên thì chúng ta sẽ đánh giá lần lượt xem là các cái vị trí tổn thương có thể là chỗ nào, và chúng ta dùng các hệ thống còn lại mà có tổn thương của bệnh nhân, có bất thường của bệnh nhân để hỗ trợ cho cái việc định khu cho trục vận động này. Thì ví dụ như với ngoại biên thì chúng ta sẽ phải xác định xem tổn thương nó có thể nằm ở đâu, cả ở trong các vị trí này, thân tế bào hay là rễ đâm rối dây thần kinh hoặc là tiếp theo thần kinh cơ hoặc là cơ. Với trung ương thì nó là có thể là tủy sống, là thân não, tiểu não, rồi thị vào trong nhân nền, vỏ não hay là con nhĩ nhện. Và chúng ta sẽ hiện thử xem nhé. Chúng ta chạy bước đầu tiên, chúng ta sẽ chọn một hệ thống chức năng làm trục biện luận. Sau khi chúng ta xác định có những hệ thống nào thì chúng ta sẽ chọn một hệ thống. Thường thường chúng ta sẽ chọn vận động và có thể là cả cảm giác nữa. Chỉ có trường hợp nào bệnh nhân không có yếu liệt, không có mất cảm giác thì chúng ta mới chọn khác thôi. Thì ví dụ như đây là một cái ca lâm sàng, bệnh nhân nữ 55 tuổi nhập viện vì liệt nửa người. Khám ghi nhận bệnh nhân có liệt dây số 7 trung ương bên phải, có nói khó, nói đỡ, có yếu nửa người phải, với sức cơ tay là 2/5 và chân là 4/5, nghĩa là nó không được đồng đều lắm ha. Và bệnh nhân có cái dấu Babinski dương tính ở bên phải, thì chúng ta sẽ lựa chọn như thế nào? Chúng ta sẽ chọn bệnh nhân này có yếu liệt, chúng ta sẽ chọn trục vận động làm cái trục biện luận, và bệnh nhân này được xác định là chúng ta sẽ có liệt nửa người phải, chúng ta là có liệt bệnh trung ương nữa. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ xác định xem nhân này liệt tổn thương này là trung ương hay là ngoại biên. Thì đây là các đặc điểm giúp chúng ta xác định là trung ương hay là ngoại biên. Với liệt trung ương thì nếu bệnh nhân liệt cấp thường xảy ra trong giai đoạn muộn đó, thì đó là liệt trung ương. Còn trong giai đoạn cấp thì thường liệt mềm sẽ không có giúp chúng ta phân biệt nhiều, vì liệt ngoại biên nó cũng là liệt mềm. Nếu có dấu hiệu bệnh ý tháp thì sẽ giúp chúng ta đánh giá khẳng định đây là tổn thương liệt kiểu trung ương. Mất phản xạ da bụng, da bìu cũng là dấu hiệu của liệt trung ương, và không có rung nhiệt vào cơ, teo cơ thì hoặc là ít, không có hoặc là một. Với liệt ngoại biên thì chắc chắn là liệt mềm và không có dấu tháp, và phản xạ da bụng, da bìu thì phải vẫn còn, và thường là bệnh nhân dễ có teo cơ và rung nhiệt vào cơ, nhất là những cái bệnh lý mà tổn thương thân neuron hoặc là sợi trục. Rồi dùng các cái hệ thống khác để chúng ta định vị tổn thương ha. Thì bệnh nhân này có chúng ta sẽ dùng cái gì? Dùng cảm giác thì ví dụ như trung ương sẽ là mất cảm giác theo khoanh hoặc là phân ly cảm giác, rồi ngoại biên thì mất cảm giác theo kiểu ngọn chi, theo kiểu mang ngang vớ. Cơ vòng thì sẽ có rối loạn cơ vòng trong tổn thương trung ương, và còn ngoại biên thì không có rối loạn cơ vòng trừ cái hội chứng trung nửa ngựa thôi. Về thần kinh sọ thì chúng ta sẽ có, nếu có liệt bẫy trung ương thì đó là trung ương rồi, hoặc là chúng ta có hội chứng vắt chéo, có thể liệt chức năng nhìn ngang nhìn dọc. Rồi còn ngoại biên thì có thể có liệt các thần kinh sọ kiểu ngoại biên và không có dấu của thần não tương ứng với ngoại biên. Chức năng vỏ não, nếu có rối loạn về chức năng vỏ não, về ý thức, về chức năng cao cấp thì nó cũng sẽ giúp chúng ta định hướng về cái tổn thương trung ương. Thì trở lại cái trường hợp lâm sàng của chúng ta với bệnh nhân này thì chúng ta sẽ làm gì? Dấu hiệu trung ương của bệnh nhân là cái gì? Bệnh nhân có liệt kiểu trung ương, đó là có Babinski dương tính, và bệnh nhân này phân bố liệt là yếu nửa người. Yếu nửa người là cùng một bên như thế này thì nó sẽ gợi ý tổn thương trung ương rất là nhiều, bởi vì tổn thương ngoại biên khu trú ở trên tay bên này và chân bên này ở cùng bên là hai cái tổn thương khu trú ở đâm tay và cùng chân ngoại biên, mà bên kia lại không hề bị gì hết thì khá là hiếm. Do đó nên nếu mà tổn thương, nếu bệnh nhân mà có yếu nửa người xảy ra cùng một lần thì chúng ta sẽ gợi ý đó là tổn thương trung ương ha. Thần kinh sọ thì bệnh nhân này có liệt bẫy trung ương là một cái điểm gợi ý hướng dẫn hướng chúng ta tới là tổn thương này của trung ương. Cảm giác cơ vòng và chức năng cao cấp thì không thể có. Thì như vậy bệnh nhân này với những đặc điểm này thì chúng ta sẽ đánh giá là gì? Dấu ngoại biên cũng không có luôn, thì chúng ta sẽ kết luận đây là bệnh nhân này tổn thương là tổn thương trung ương. Thì nếu là tổn thương trung ương thì chúng ta phải xác định xem cụ thể nó sẽ nằm ở đâu. Thì đây là những đặc điểm để chúng ta phân định, trong đó là dấu hiệu để xác định là tủy sống, đó là chúng ta sẽ có liệt trung ương ở dưới nơi tổn thương, có cái mất cảm giác theo khoanh, tức là có một cái mức cảm giác theo khoanh tủy ở đâu đó dưới cái vùng đó là mất, chúng ta gọi là mất cảm giác theo khoanh. Bệnh nhân có thể có phân ly cảm giác và bệnh nhân có rối loạn cơ vòng.
thì nếu có những dấu hiệu này càng nhiều càng tốt thì chúng ta sẽ định vị là ở tủy sống. Còn tổn thương ở thân não thì chúng ta sẽ dựa vào yếu tố như là bệnh nhân có liệt thần kinh sọ, đặc biệt là hội chứng bắt chéo và có rối loạn ý thức, hoặc là bệnh nhân bị hai bên luôn, liệt hoặc là mất cảm giác hai bên thì cũng là một điểm gợi ý tổn thương thân não. Về tổn thương tiểu não thì thường không có yếu liệt mà như là thất điều và run, listenmus. Đồi thị thì có thể có rối loạn ý thức, trí nhớ, có thở, mất ngôn ngữ theo kiểu mất ngôn ngữ dưới vỏ, và bệnh nhân có thể có mất cảm giác hoặc là có thể có đau nửa người, có thể có thất điều nửa người. Với nhân nền đó là các triệu chứng ngoại tháp bao trong và vỏ não thì cái điểm khác biệt rất là rõ ràng, đó là bao trong thì gây liệt đồng đều, trong khi vỏ não thì yếu liệt nhưng mà không có đồng đều, có nghĩa là có thể tay nặng hơn chân hoặc là chân nặng hơn tay. Rồi nếu bệnh nhân kèm theo những dấu hiệu như mất ngôn ngữ, thở ơ, sơ trí tuệ, cơn động kinh hoặc là vân manh thì đó cũng là dấu hiệu chỉ điểm của tổn thương trên đại não, vỏ não. Với khoang dưới nhện thì không gây liệt chi nhưng mà có thể gây ra liệt thần kinh sọ, và cái quan trọng nhất đó là triệu chứng đau đầu và dấu màng não và thay đổi ý thức. Để xác định, chúng ta xác định là tổn thương ở tủy thì chúng ta còn phải xác định xem là tủy là cụ thể là chỗ nào, tại tủy rất là dài ha. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ xem bệnh nhân có triệu chứng dưới nơi tổn thương. Dưới nền thường hầu như bệnh nhân phải có, đó là các cái triệu chứng của các bó dài như là bó vận động, là liệt chi thì có thể là liệt hai chi dưới hoặc là liệt tứ chi tùy theo cái mức tủy bị tổn thương. Bệnh nhân có thể bị tổn thương bó cảm giác, mình sẽ có mất cảm giác theo khoanh và có rối loạn cơ vòng. Thì đó là các triệu chứng ở dưới nền tổn thương, có nghĩa là cái tổn thương nó cắt đứt cái đường liên lạc từ trên xuống dưới, do đó nên cái phần dưới nơi tổn thương nó không có liên lạc được với trên não bộ, thì bệnh nhân vận động bệnh nhân sẽ bị liệt dưới nơi tổn thương, cảm giác bệnh nhân sẽ mất cảm giác dưới nơi tổn thương. Còn triệu chứng tại nơi tổn thương hay là triệu chứng tại khoanh tủy thì ngay tại cái khoanh tủy này khi nó bị tổn thương thì cả khoanh tủy nó bị mất chức năng, thì như vậy nó sẽ có thể có thêm triệu chứng của rễ sau, của rễ trước ha. Rễ trước thì là rễ vận động sẽ gây ra yếu liệt và teo cơ, rễ sau gây đau và mất cảm giác theo rễ. Một cái nhóm triệu chứng nữa đó là triệu chứng tại cột sống, là ngay tại cái cột sống này thì nó chỉ gặp trong tình huống mà những cái nguyên nhân nó là nguyên nhân có ảnh hưởng đến cột sống, ví dụ như u cột sống, di căn chẳng hạn, hay là lao cột sống thì cột sống sẽ bị đau, ấn nó đau rồi nó biến dạng, nó gù, nó vẹo vân vân, thì đó là triệu chứng tại cột sống. Thì như vậy thì triệu chứng tại cột sống không phải lúc nào cũng có, nó phải tùy thuộc vào nguyên nhân cơ. Thì dựa trên những cái triệu chứng định vị vừa rồi, mình sẽ xác định xem tổn thương tủy sống nằm chỗ nào và dựa vào khoanh cảm giác để chúng ta biết được vị trí tổn thương cụ thể là ở chính xác là cái khoanh tủy nào. Tuy nhiên thì tại khoanh tủy đó thì nó tổn thương hết khoanh tủy hay tổn thương một phần thì chúng ta phải xác định, đó là định gỗ khu theo chiều ngang. Thì đây là những cái kiểu tổn thương, như tổn thương cột sau không nè, thương của toàn bộ tủy hay là cắt ngang tủy, tổn thương một nửa tủy, tổn thương 2/3 trước tủy, tổn thương ở cột sau không và tổn thương trung tâm tủy. Thì khi khám lâm sàng thì chúng ta sẽ đánh giá ba cái bó này. Thứ nhất là cảm giác sâu có hay không, phần vận động bó tháp có bị tổn thương hay không, tức là gây yếu liệt hay không, và bó gai đồi thị tức là cảm giác đau nhiệt hay không. Nếu mà tổn thương cả ba cái phần này là ở hai bên thì chúng ta sẽ có tổn thương toàn bộ. Còn nếu 2/3 trước thì nó chỉ tổn thương hai bó phía trước thôi, 1/3 sau thì chỉ là bó cột sau vân vân. Thì chúng ta có những cái kiểu tổn thương, thì đây là kiểu tổn thương mà toàn bộ tủy, thì tùy cái mức tổn thương cao hay thấp thì cái khoanh cảm giác là sẽ cao hay thấp ha, là chúng ta sẽ có yếu hai chi dưới, hoặc là nếu cao lên tới tủy cổ nữa sẽ là yếu tứ chi và mất cảm giác theo khoanh tủy, rối loạn cơ vòng, cảm giác sẽ mất toàn bộ. Còn đây là hình ảnh mạch máu tủy, và bệnh nhân tổn thương mạch máu tủy thường là tổn thương mạch máu động mạch tủy sống trước, và bệnh nhân bị mất tổn thương 2/3 trước tủy thì sẽ mất bó tháp, tức là liệt dưới nơi tổn thương, là có mất bó gai đồi thị phía trước thì bệnh nhân sẽ mất cảm giác đau, trong khi cảm giác sâu là ở cột sau thì vẫn bình thường, do người ta chỉ tổn thương 2/3 trước thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ có phân ly cảm giác. Với trường hợp mà hội chứng Brodsky, tức là tổn thương nửa tủy như thế này, thì bệnh nhân sẽ chỉ bị tổn thương ở nửa tủy bên đó, thì sẽ là liệt chân hoặc là nửa người ở dưới nơi tổn thương ha, rồi đã mất cảm giác sâu dưới nơi tổn thương và cùng bên. Còn đối bên thì chúng ta sẽ có tổn thương bó gai đồi thị ở bên này, gai đồi thị sẽ làm mất cảm giác đau ở bên kia chuyển qua, thì do đó bệnh nhân sẽ ở cùng bên thì bệnh nhân sẽ bị liệt và mất cảm giác sâu, còn đối bên sẽ mất cảm giác đau nhiệt. Nếu mà tổn thương ở trung tâm tủy thì chúng ta có hội chứng trung tâm tủy hay hội chứng rỗng ống tủy, thì nó sẽ không tổn thương bó nào hết, nó chỉ tổn thương những cái sợi bắt chéo đi ngang qua đúng cái chỗ tổn thương thôi. Sợi bắt chéo đi ngang đường giữa
thì chỉ có mỗi sợi vỏ gai đồi thị bên, tức là vỏ dẫn truyền cảm giác đau, bệnh nhân chỉ mất cảm giác đau nhiệt lơ lửng ở khoảng giữa như thế này, gọi là mất cảm giác treo. Thì đó là tủy sống. Nếu chúng ta định vị là tổn thương đây là tổn thương của thân não thì chúng ta sẽ dựa trên các dây sọ và các rối loạn ý thức và cái liệt vật chéo. Hình này chúng ta cũng đã quá là quen thuộc rồi, chúng ta sẽ xem hình này. Đó là các cái dây sọ khác thì không có liệt kiểu trung ương, nhưng mà riêng dây 7 thì có liệt trung ương. Lý do tại sao? Tại bệnh nhân có cái nhân dây 7 rất là khác những cái nhân sọ khác. Nó có hai tiểu nhân, thì một tiểu nhân nó sẽ chi phối kinh cho nửa mặt dưới, và một tiểu nhân khác là sẽ chi phối cho nửa trên của mặt. Hai cái tiểu nhân này thì nó lại nhận chi phối trung ương khác nhau. Cái tiểu nhân mà chi phối cho nửa mặt dưới á, thì nó chỉ nhận tín hiệu, nó nhận chi phối trung ương từ đối bên thôi. Trong khi cái tiểu nhân mà chi phối cho nửa mặt trên này thì nó lại nhận chi phối từ cả hai bên. Như vậy thì khi mà tổn thương trung ương, tức là tổn thương phía trên này, thì cái phần nhân dưới để chi phối cho nửa mặt dưới của mặt thì không còn nhận được tín hiệu nào nữa, tại vì bên đó đã bị tổn thương. Trong khi cái phần chi phối cho nửa mặt trên nó lại còn nhận được tín hiệu từ cùng bên nữa, chi phối từ cùng bên nữa, thành ra nó không liệt. Như vậy bệnh nhân tổn thương trung ương, tức là tổn thương phía trên nhân này, khu vực này trên vỏ não xuống tới trước cái bên trên hơn cái nhân dây số 7, thì bệnh nhân sẽ liệt ở phần tư dưới mặt, còn phần trên thì lại không có bị liệt. Trong khi nếu tổn thương ngoại biên, tức là tổn thương ngay tại nhân hoặc là ngay tại dây, thì tất cả các tín hiệu chi từ trên đều không tới được nguyên của nửa mặt và bệnh nhân sẽ bị liệt nửa mặt. Thì đó là khác biệt giữa liệt 7 trung ương và 7 ngoại biên. Thì nếu là tổn thương là liệt 7 ngoại biên thì chỉ điểm của nó sẽ là hoặc là ngoài dây hoặc là ngay tại nhân, tức là ngay cầu não. Và nếu tổn thương bệnh nhân là liệt 7 trung ương thì mình biết sẽ là tổn thương cao hơn nhân số 7 và nằm trong hoặc là thân não hoặc là đại não. Tiếp theo là chúng ta sẽ có cái chức năng nhìn ngang. Chức năng nhìn ngang cũng khá là quan trọng. Thì chúng ta có một cái trung tâm nhìn ngang cầu não nằm ở chất lưới cạnh đường giữa ha. Thì nó sẽ có nhiệm vụ là chi phối cho nhân số 6 cùng bên và bắt chéo để chi phối cho nhân số 3 bên kia, để điều khiển hai mắt, cơ thẳng ngoài của cùng bên và cơ thẳng trong của mắt bên kia, để đưa hai mắt nhìn về cùng về bên đó. Ví dụ ở đây cái trung tâm nhìn ngang ở bên phải ở cầu não sẽ điều khiển hai mắt nhìn về bên phải, liếc ngang về bên phải. Chi phối trung ương của cái nhân của trung tâm nhìn ngang này là gì? Nó chi phối từ thùy chán và thùy chậm đối bên, có nghĩa là vỏ não thùy chán này sẽ điều khiển cái trung tâm nhìn ngang đối bên với nó để cho điều khiển hai mắt nhìn về đối bên. Như vậy là vỏ não bên trái sẽ điều khiển hai mắt nhìn về bên phải. Thì như vậy nó giúp gì cho chúng ta trong cái định khu? Khi mà tổn thương chức năng nhìn thì chúng ta biết là tổn thương đó nó phải hoặc là ở thân não hoặc là trên đại não. Vậy thì làm sao chúng ta biết được là tổn thương đó là của thân não, tức là cầu não, hay là của cao hơn là của đại não? Thì rất là đơn giản, khi mà tổn thương ở cầu não, ví dụ ở đây là cầu não bên phải, thì bệnh nhân sẽ không nhìn được về bên phải cả hai mắt. Thì là chúng ta nói là mất chức năng nhìn ngang qua bên phải. Và ở khu vực này là cầu não thì bệnh nhân sẽ có thể có tổn thương của bó tháp ở cầu não này, thì nó sẽ chi phối cho nửa người bên kia, nửa người bên trái. Như vậy bệnh nhân sẽ mất nhìn ngang sang phải, không nhìn được sang phải nữa, và nửa người bên trái thì bị liệt. Như vậy thì nó chéo nhau như vậy thì chúng ta sẽ có tổn thương là của thân não hay của cầu não. Còn trong trường hợp mà tổn thương trên đại não, ví dụ thùy chán bên trái bị tổn thương hoặc cái đường dẫn truyền của nó bị tổn thương, thì sao? Bệnh nhân sẽ bị liệt nửa người bên phải, và với chức năng nhìn ngang thì bán cầu bên trái này nó sẽ điều khiển hai mắt nhìn về bên phải, do đó nên tổn thương của thùy chán bên trái này sẽ hai mắt sẽ không nhìn được về bên phải, tức là mất nhìn ngang bên phải. Có nghĩa là bệnh nhân sẽ mất chức năng nhìn ngang bên phải cộng với liệt nửa người bên phải. Thì như vậy bên phải mất chức năng nhìn ngang, liệt nửa người bên phải, thì bệnh nhân đó tổn thương ở trên cao, trên đại não. Rồi một cái trường hợp khác chúng ta cũng cần quan tâm, đó là dây số 5 cảm giác, thì nó bắt chéo hoàn toàn, do đó nên tổn thương ở cầu não, một số trường hợp là tổn thương ở hành não hoặc tủy sống sẽ gây mất cảm giác ở nửa mặt cùng bên. Còn tổn thương cao hơn, tức là tổn thương trung não trở lên, thì sẽ gây mất cảm giác nửa mặt đối bên với cái chỗ tổn thương này. Và ở thân não mình cũng phải xác định xem là tổn thương nó nằm ở trung não, cầu não hay là hành não. Và ở mỗi cái mức đó, nếu mình nên tổn thương ở mức nào thì chúng ta phải xác định xem là nó tổn thương ở phía trước cạnh đường giữa hay ở bên hoặc là sau bên.
thì nó có một số cái hội chứng và một số cái vị trí thường các bạn dựa trên những hội chứng này để xác định xem là theo chiều ngang thì bệnh nhân sẽ tổn thương ở cái vị trí nào. Với đại não thì sao? Sau khi chúng ta loại bỏ thân não thì chúng ta sẽ đánh giá xem bệnh nhân có tổn thương ở đại não hay không. Thì chúng ta cũng đã biết là chúng ta sẽ dựa trên những đặc điểm của về mặt ý thức, về chức năng cao cấp, và cái rất là quan trọng đó là liệt đồng đều hay không đồng đều để phân biệt giữa bao trong và vỏ não. Tại vì các bạn biết bao trong nó nhỏ như thế này, thành ra cái khả năng một cái tổn thương nó gây tổn thương hết toàn bộ rất là cao, và khi tổn thương hết toàn bộ thì bệnh nhân sẽ liệt hoàn toàn đồng đều người đối bên, trong khi trên vỏ não thì nó khá là rộng như thế này. Do đó nó một cái tổn thương đáng kể ở khu vực này nó chỉ gây tổn thương là liệt chủ yếu là tay thôi, chân nó không bao nhiêu hết, hoặc là tổn thương ở vùng này nó chỉ liệt mặt thôi, nó không phải ảnh hưởng đến chân, ảnh hưởng tay thì nhẹ hơn chẳng hạn. Như vậy là tổn thương trên vỏ não nó sẽ gây ra liệt không đồng đều giữa tay, chân và mặt, trong khi tổn thương ở vào trong sẽ gây ra liệt đồng đều. Trở lại ca lâm sàng của chúng ta thì bệnh nhân này, bệnh nhân nữ có liệt về trung ương thì chúng ta đã xác định là tổn thương trung ương rồi. Các vị trí tổn thương gây liệt trung ương có thể có là gì? Tủy cổ, nửa tủy cổ ha, liệt nửa người mà. Thì nửa tủy cổ là thân não, là vùng sâu bao trong và vỏ não vận động. Thì các đặc điểm khác nè giúp chúng ta định vị tổn thương, bệnh nhân này có liệt vảy trung ương thì chứng tỏ là tổn thương phải ở trên nhân số 7, tức là cầu não cao trở lên. Thì như vậy các cái tổn thương tủy, tổn thương hành não, cầu não thấp chúng ta đều loại trừ hết. Nhân này không có hội chứng bắt chéo, không có tổn thương cái dây sọ dây 3, dây 4, dây 5, dây 6, tức là cái dây sọ ở khu vực cầu não và trung não, không có nó thì chúng ta sẽ không nghĩ đến tổn thương thành não. Còn lại tổn thương đại não thôi. Đại não thì bệnh nhân này liệt không đồng đều, tay thì nặng hơn 2/5, trong khi chân là 4/5, mặt cũng rất là nặng. Như vậy tổn thương ở vỏ não đều chi phối cho vùng tay và mặt, đó là mặt lồi của bán cầu. Vùng mặt lồi của bán cầu này là vùng chi phối cho tay và mặt, tức là vùng chi phối của nhánh lông động mạch não giữa. Rồi, như vậy chúng ta sẽ định vị tổn thương là tổn thương vỏ não vận động vùng mặt lồi bán cầu bên trái. Cái chi tiết mà nói đỡ thì như nãy tôi cũng đã nói là nó không giúp chúng ta định vị cụ thể nó nằm ở đâu, tại vì nó có thể tổn thương ở ngay tại cơ, tổn thương ở dây thần kinh, hoặc tổn thương ở thân não, tổn thương trên đại não đều được hết. Như vậy nó sẽ không giúp chúng ta định vị cụ thể. Ca thứ hai đã xem đó là bệnh nhân nam 35 tuổi nhập viện bị yếu tứ chi, xuất hiện và tăng dần từ một tuần nay, và khám đã ghi nhận là liệt bảy ngoại biên hai bên, yếu hai tay, sức cơ cánh tay là cánh tay trên cao này 4/5 ha, và dưới bàn tay là 2/5. Nhân yếu hai chân thì sức cơ bằng đùi cũng là 3/5, và vùng cổ chân là 1/5. Như vậy chúng ta thấy rằng gì, bàn tay bàn chân yếu nặng hơn, liệt nặng hơn so với cái cánh tay và đùi. Phản xạ gân cơ thì mất hết cả tứ chi luôn, chúng ta có giảm phản xạ, giảm cảm giác bàn chân từ bàn chân cho tới hai gối ha. Bàn tay thì giảm ở hai bàn tay, không có rối loạn cơ vòng, còn phản xạ da lòng bàn chân thì đã không gặp. Vậy thì vị trí tổn thương sẽ nằm ở đâu các bạn? Chúng ta sẽ làm giống như hồi nãy, chúng ta sẽ xác định hệ thống bất thường. Thì bệnh nhân này có bất thường vận động là liệt mềm tứ chi, không có dấu tháp. Bệnh nhân này có thần kinh sọ ở liệt bảy ngoại biên hai bên. Về cảm giác thì bệnh nhân có giảm cảm giác ở ngón chi, và cơ vòng thì bệnh nhân không có rối loạn cơ vòng. Hay chúng ta sẽ chọn hệ thống vận động làm trục biện luận. Bệnh nhân này có liệt trung ương hay là ngoại biên? Chúng ta có liệt mềm, ngón chi nặng hơn chi, không có dấu tháp, thì bệnh nhân này là liệt kiểu ngoại biên. Rồi các hệ thống khác hỗ trợ, bệnh nhân này có giảm cảm giác ngọn chi theo kiểu mang găng vớ, đây là dấu hiệu của ngoại biên. Bệnh nhân này không có rối loạn cơ vòng, cũng là dấu hiệu ngoại biên. Như vậy tóm tắt lại thì bệnh nhân này có tổn thương là tổn thương ngoại biên, và loại tổn thương này là gì? Nó đối xứng hai bên rất là lan tỏa nha, lan tỏa và đối xứng hai bên rất là như nhau. Rồi thì nếu là tổn thương ngoại biên như vậy thì cụ thể tổn thương ở đâu, chúng ta sẽ dựa trên cái bảng này để chúng ta đánh giá. Trong đó có thể tổn thương của cơ, của tình hình cơ, của thần kinh ngoại biên, của đám rối cánh tay, đám rối vân cùng, rễ, thân tế bào thần trước và hạch gai vân vân. Thì trở lại ca lâm sàng, mình có ngoại biên rồi thì vị trí tổn thương nằm chỗ nào? Bệnh nhân này có rối loạn cảm giác, chúng ta xem lại cái bảng này. Bệnh nhân có rối loạn cảm giác thì những cái vị trí như là cơ, tiếp hình hình cơ và neuron, tế bào xương trước là những cái vùng mà sẽ không có rối loạn cảm giác, thì chúng ta sẽ loại những cái vùng này. Thì chúng ta sẽ có gì? Bệnh thì lan tỏa đối xứng và lại kèm liệt bảy nữa, bảy ngoại biên nữa, thì bệnh rễ, bệnh đám rối là không có rồi, không có rễ nào ở trên dây thần kinh số 7 hết. Đám rối cũng vậy, chúng ta sẽ loại được rễ và đám rối luôn.
thì như vậy chỉ còn là dây thần kinh thôi, và triệu chứng này lan tỏa đối xứng thì phù hợp với bệnh đa dây thần kinh hoặc là bệnh đa rễ và dây thần kinh, tức là có thêm kết hợp với rễ nữa nhưng mà chủ yếu vẫn là đa dây. Đó là cái cách định vị của chúng ta ha. Thì tóm lại các điểm cần nhớ của chúng ta là gì? Ta chẩn đoán định khu dựa vào các khiếm khuyết thần kinh mà chúng ta khám được. Việc đầu tiên là chúng ta xác định xem bệnh nhân này có bao nhiêu hệ thống chức năng có bất thường, và mỗi hệ thống chức năng đó thì vị chuẩn thường có thể ở đâu để gây ra các bất thường đó. Và chúng ta có hai cách, hoặc là chúng ta biện luận tổng hợp, hoặc là chúng ta biện luận từng bước. Tổng hợp thì chúng ta xem xét tất cả các vị trí tổn thương có thể có, chúng ta giao lại với nhau xem là vị trí nào là vị trí chung để giải thích cho tổn thương của tất cả các hệ thống đó. Còn biện luận từng bước thì chúng ta sẽ chọn một hệ chức năng làm trục biện luận, là thường là trục vận động ha, và chúng ta xác định xem đó là liệt trung ương ngoại biên, và tùy theo nó là liệt trung ương ngoại biên thì chúng ta sẽ liệt kê ra những vị trí có thể được ha, và sau đó chúng ta sẽ dùng những cái hệ thống khác để chúng ta xác nhận hoặc là loại trừ vị trí của cái trục biện luận trên. Ví dụ như là một số cái đặc điểm đã có sử dụng như là liệt 7 trung ương thì chúng ta loại các tổn thương ở nhân dưới nhân 7 đi chẳng hạn, hay là có tổn thương ngoại biên nhưng mà có rút là cảm giác thì chúng ta sẽ loại những cái vị trí tổn thương như là sừng trước, tủy, tiếp phần cơ và cơ vân vân. Thì chúng ta có những ca lâm sàng đã minh họa như vừa rồi thì hy vọng là chúng ta có thể áp dụng nó để mà biện luận được cách dễ dàng nhất. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.